Hi, xin chào anh em nha. Chào anh em trở lại với kênh của mình nha. Thì hôm nay em mới vừa về một ít đồ nha anh em. Rồi em review lên cho anh em xem nha. Thì trước tiên vào video, xin chúc anh em xem video thật nhiều niềm vui, sức khỏe nha. Để chuẩn bị cho một ngày mới thật tốt lành nha anh em. Rồi, thì bây giờ em sẽ đi vào chi tiết từng con máy nha anh em. Thì nói chung là lần này về thì hàng lúc này nó về rất là hiếm nha anh em. Hàng từ Tết giờ chưa có hàng về luôn nha. Hiện nay nó về được một số bộ đầu rửa xe nha anh em. Đó. Một số bộ rửa xe nha. Thì trước tiên thì em giới thiệu cho anh em là bộ rửa xe đầu Tây Sứ 28 ly nha. Đó. Đầu cũng rất đẹp nha anh em. Vì lô này cái này được ít thùng. Chủ yếu là cái dòng này thôi nha. Tây 28 ly nha anh em. Tây Sứ 28 ly nữa. Đó, anh em thấy chưa? Đó. Màu trắng nha, Tây Sứ màu trắng nha. Đầu cũng rất đẹp nha anh em. Đầu này dòng này thì nó rất là mạnh nha anh em, rất là khỏe nha. Rất là khỏe nha. Đây, vừa áp và lưu lượng nha anh em. Anh em về đứa xe ben, xe tải, xe du lịch, xe công trình, xe bê tông nó rất là khỏe nha anh em. Này nó dòng này nó đi máy xăng nha. Về máy thùng nó đi máy xăng nha anh em. Máy này là EH25 nha, dòng Rubin nha anh em. Dòng Rubin EH25. Đó. Nó 8,5 HP nha. Đầu rất đẹp nha anh em. Dòng này về anh em ráp motor lên 5 đến 7 ngựa thì xài thì khỏi chê luôn. Khỏi bàn luôn nha. Rửa xe ben, xe tải, xe cuốc, xe đào thì khỏi bàn luôn nha anh em. Nó vừa nước vừa áp nha anh em, rất là khỏe nha. Đó, về nguyên thùng vậy đó. Này nó gì máy xăng, toàn bộ nó gì máy xăng không nha anh em. Có được một bộ motor đây nha. Đó, anh em thấy cái đầu motor nó rất đẹp chưa? Đẹp mê hồn luôn nha. Đầu đồng còn như mới luôn nè. Sáng, rất là sáng nha. Đầu còn rất là đẹp. Motor của Techco nha anh em. Motor của Techco nha. Motor này rất là khỏe nha anh em, rất là trâu nha. Này nó gì nó bị bể cái nắp nha anh em. Anh em nào mua thì mình sẽ thay cái nắp khác vào cho anh em nha. Đó, anh em thấy chưa? Dưới có thùng đựng nước luôn nè, rất là tiện nha anh em. Anh em về đi công trình rồi mình đẩy đi công trình rồi rất là ok nha. Này đặc biệt là nó xài xịt công trình cực phê nha anh em. Vì sao nó rất là khỏe nha. Nó vừa áp vừa nước rất là khỏe nha anh em. Rồi. Nói chung là dòng này nó về chứ đợt này nó về chủ yếu là cái dòng này không thôi nha anh em. Đó. Máy móc thì nó bụi bặm thôi nha. Anh em mua thì em vệ sinh sẽ lại rất là sạch sẽ nha. Đó, anh em thấy chưa? Em nào muốn mua nguyên bộ như vậy gì đi công trình mà nó không có điện thì em vẫn làm nha anh em. Vẫn làm cho anh em nha. Nó rất là đẹp nha anh em. Nè. Dính bụi thôi nha. Đó, chùi ra nó rất là sạch nha. Đó, anh em thấy chưa? Như mới luôn. Này dính bụi thôi nha. Khung xe đồ rất là chắc chắn nha anh em. Đó. Dòng này thì em về rồi em về được gần chục bộ nha anh em. Gần chục bộ nha. Đó. Có vài con ok 511. Đi máy xăng EH17 nha anh em. Đầu cũng rất là đẹp luôn nha. Đó anh em thấy chưa? 511 nha. Đi máy xăng EH17 nha anh em. Đó anh em thấy chưa? Rất là đẹp nha. Anh em nào cần thì cứ liên hệ cho em nha. Thì mấy con lulu này thì đã bán rồi nha. Vì khách đã mua tại bãi luôn nha. Tới xem mua tại bãi luôn nha anh em. Rồi thì bên này nó có một số khung để gì anh em ráp rửa xe hoặc là anh em muốn chế cháu lắp mấy bơm mấy đùa trên này thì rất là ok nha anh em. Đó, mấy con khung xanh này nè, khung xanh thùng, anh em nào muốn ráp thùng thì có thùng luôn nha. Rồi, em có được mấy cái thùng này mới tháo đồng máy ra nha, rất là chắc chắn nha, có thùng đựng nước bằng inox luôn nha anh em.
Đó, anh em thấy chưa? Đó. Thùng này thì em bán 2 triệu một thùng nha anh em, 2 triệu một thùng nha. Khung này em bán 600 một thùng nha anh em. 600 một khung nha. 600 một khung nha anh em. Khung xanh này là em bán 600 một khung nha. Đó, còn như khung đỏ này, khung xanh này thì em bán 500 một khung nha anh em. 500 một khung nha. Anh em nào cần thì cứ liên hệ cho em nha. Khung rất là nhiều nha anh em. Đó, em về em tháo máy ra nha. Tháo máy thì dư một số khung, anh em nào cần ráp máy thì cứ liên hệ cho em nha. Rồi, bên này mày em có được mấy cái thùng inox không nha anh em. Anh em nào về đựng nước, đựng đồ nghề thì rất là ok nha. Đó. Thùng này thì nó nhỏ này. Thùng này nó kích thước nó hơn 40 nha anh em, cỡ 45 nha. 45 60 nha anh em. 45 60. 60 70 nha. Đó. Thùng này đựng nước cũng rất là lớn nha, nằm trong cái thùng của mấy cái thùng này nha. Còn thùng này nó rất là lớn nha. Thùng này phải nói là cực kỳ lớn luôn. Thùng này nó là 50 nha, ngang 50. Dài nó phải là 80 nha anh em. Đó, dài 80 nha, rất là lớn nha. Anh em nào cần thì mấy cái thùng này bán rời cái mấy cái thùng này thì liên hệ cho em nha. Đó, em còn được mấy chiếc xe đẩy nha. Xe đẩy trong xe đẩy cao nha anh em. Xe này em bán là 2 triệu 8 nha. Đó, xe này em bán anh em 2 triệu 3 nha anh em. 2 triệu 3 chiếc nha. Xe này 2 triệu nha anh em. Em còn được 3 chiếc này nha. Đó, anh em thấy chưa? Rồi, xe nâng tay. Nâng tay mới về được lua này được hơn chục chiếc nha anh em. 1 tấn, 1,5 tấn. Đó. 1 tấn đi 1,5 tấn nha anh em, 1 tấn thì được vài chiếc, còn 1,5 tấn nó còn hơi nhiều nha anh em. 1,5 tấn thì nó nhiều hơn nha. Anh em nào cần xe nâng tay thì liên hệ cho em nha. Đó. Báo giá luôn trực tiếp cho anh em xem luôn. 1 tấn này em bán cho anh em là 3,5 triệu nha anh em. 3,5 triệu một chiếc nha. 3,5 triệu. 1,5 tấn em bán cho anh em là 4 triệu nha. Đó. 1 tấn là 3,5 triệu, 1,5 tấn là 4 triệu nha anh em. Anh em nào cần thì cứ liên hệ cho em nha. Đó. Con máy máy xăng này. Máy rất là to nha anh em, khủng nha. Máy rất là bự. Rồi. Có mấy cái đầu đỏ nha anh em. Anh em nào cần thì cứ liên hệ cho em, các dòng rửa xe. Ok. Ý. Ti từ 18 đến 28 ly nha anh em. Em đều có nha. Rồi, cứ video xin chúc anh em xem video thật nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe nha anh em. Anh em xem cảm thấy hay thì cho em xin một lượt like, một lượt chia sẻ, một lượt đăng ký nha. Và bấm vào kênh thông báo để ủng hộ kênh, theo dõi kênh của em nha anh em. Rồi, chào anh em nha. Hẹn anh em các video tiếp theo nha anh em. Anh em nào cần thì cứ liên hệ cho em vào số điện thoại là 0347640205 nha anh em. Rồi, xin chào anh em nha. Bye bye.